안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại cùng tiếp tục với ngữ pháp phần số 3 của bài 1. Ngữ pháp cuối chúng ta sẽ tìm hiểu đây là cách kết hợp của danh từ với 으로인 해, dùng để diễn tả lý do, nhờ hoặc là bởi vì. Hai ngữ pháp trước mình đã chia sẻ rồi, các bạn cố gắng học thuộc ví dụ nhé. Ngoại ngữ suy cho cùng là học thuộc, học vẹt. Các bạn càng học thuộc được nhiều, ghi nhớ được nhiều thì các bạn càng có vốn từ, vốn câu để các bạn nói, các bạn giao tiếp được nhiều. Và chúng ta sẽ có bài ngày hôm nay, 으로인 해. Nó kết hợp với đằng trước của nó sẽ là một danh từ, hay hiểu đơn giản là nó đứng sau danh từ, không phải động từ, không phải tính từ nhá. Danh từ, nghĩa tiếng Việt là do, nhờ hoặc là bởi. Và nó được dùng để diễn tả nguyên nhân hay lý do của một cái tình trạng nào đó. Có thể là cái nguyên nhân tốt, lý do tốt hoặc là một cái nguyên nhân xấu. Ví dụ các bạn có là gì nhỉ? Do trời mưa hoặc là tại trời mưa mà trận đấu bị hủy. Hoặc có thể là nguyên nhân tốt là gì nhỉ? Nhờ cái mối nhân duyên đặc biệt mà tôi được đến Hàn Quốc. Như vậy, đằng trước của nó có thể là những cái lý do ổn, những lý do ok, hoặc có thể là những cái nguyên nhân bất trắc, không tốt, do bão lũ, do cuồng phong mà trận thi đấu hoặc là máy bay phải bị hoãn, vân vân. Và đặc biệt lưu ý nữa, đó là nó chủ yếu chỉ dùng trong văn viết thôi, hoặc ở những cái nơi trang nghiêm. Trong tiếng Hàn ấy, chúng ta đã được học từ tập sơ cấp 1 đến tập trung cấp 4 rất là nhiều cấu trúc dùng để diễn tả lý do. Dụ là 때문에, hoặc là 기 때문에, hoặc là 아어여서, hoặc là 니까, 으니까, vân vân. Nó được dùng nhiều trong cả văn viết và văn nói, đặc biệt là trong giao tiếp thường ngày. Tuy nhiên thì đặc biệt với cấu trúc này, chúng ta lưu ý nó chủ yếu dùng trong văn viết thôi. Dùng trong sinh hoạt hàng ngày thì nó không được tự nhiên lắm, nó mang tính hình thức quá. Nên là các bạn chú ý, cái này chỉ dùng chủ yếu trong văn viết. Và bây giờ để các bạn hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích những cái ví dụ mà trong sách giáo trình đề cập đến. Phạm vi của video mình chỉ hướng dẫn các bạn giải thích làm rõ ý nghĩa của từng ví dụ trong sách giáo trình. Còn phần mở rộng luyện tập thêm, mình sẽ trình bày ở một video khác. Chúng ta có ví dụ đầu tiên mà sách giáo trình đề cập, đó là 저는 박 선생님과의 특별한 인연으로 인해 한국에 오게 되었습니다. 저는 박 선생님과의 특별한 인연으로 인해 한국에 오게 되었습니다. Có nghĩa là nhờ nhân duyên đặc biệt với thầy Park nên tôi đã được đến Hàn Quốc. Ở đây là một cái nguyên nhân, một cái lý do rất là tốt. Park 선생님 과에, với thầy Park. 특별한 인연, 인연 có nghĩa là nhân duyên. 특별한 인연 có nghĩa là nhân duyên đặc biệt. Các bạn có từ 특별하다 là đặc biệt. 한국에 오게 되었습니다. Đã được đến, đã được tới Hàn Quốc. Các bạn có 박 선생님 과에, với thầy Park. Các bạn có 한국에 오게 되다. 한국에 오게 되다 là được đến Hàn. 특별한 인연 có nghĩa là nhân duyên đặc biệt. Các bạn có từ 인연 có nghĩa là nhân duyên, đây là một danh từ. Và cụm danh từ của nó kết hợp giữa tính từ và danh từ. 특별한 인연 là một cụm danh từ lớn. Thì các bạn sẽ có là nhờ nhân duyên đặc biệt nên, thì các bạn sẽ có 인연, các bạn sẽ gắn với 으로인 해. 저는 박 선생님과의 특별한 인연으로 인해 한국에 오게 되었습니다. Nhờ nhân duyên đặc biệt với thầy Park nên tôi đã được đến Hàn Quốc. Tiếp theo, 우천으로 인해 경기가 취소되었습니다. 우천으로 인해 경기가 취소되었습니다. Có nghĩa là trận đấu bị hủy do trời mưa, một cái lý do không tốt. Các bạn có 우천 có nghĩa là trời mưa. 경기가 취소되다. 경기 là cái trận đấu, trận thi đấu. 취소되다 là bị hủy bỏ. 취소되었습니다 đã bị hủy bỏ. Thế thì vì요? Tại sao? Thế thì các bạn sẽ có là 우천 là một danh từ. Do trời mưa hoặc là bởi trời mưa thì bạn sẽ có 으로인 해 gắn sau danh từ. 우천으로인 해 경기가 취소되었습니다. 우천으로인 해 경기가 취소되었습니다. Trận đấu bị hủy do trời mưa. Các bạn có thể nói là 우천 때문에 경기가 취소되었습니다. Các bạn có thể dùng linh hoạt nhiều những cái cấu trúc khác để diễn tả lý do.
Tuy nhiên trong trường hợp này, chúng ta lưu ý rằng khi mà dùng cái này, chúng ta chủ yếu dùng trong văn viết thôi. Với 으로 인해. Tiếp theo, 강풍으로 인해 비행기 출발이 지연되고 있습니다. 강풍으로 인해 비행기 출발이 지연되고 있습니다. Có nghĩa máy bay đang bị trì hoãn bởi gió mạnh. 강풍 có nghĩa là gió mạnh này. Còn 비행기 출발 có nghĩa là cái sự xuất phát của máy bay. 지연되다 là bị trì hoãn. 지연되고 있습니다 đang bị trì hoãn. Các bạn dịch là máy bay đang bị trì hoãn xuất phát do gió mạnh. 불편을 끼쳐 죄송합니다. 불편을 끼쳐 죄송합니다 có nghĩa là xin lỗi vì đã gây bất tiện cho quý khách. Quả có từ 불편 là cái sự bất tiện. Còn 끼치다, 끼치다 có nghĩa là 끼치다 nhá, cái từ chi như này. 끼치다 là gây bất tiện. 죄송합니다 có nghĩa là xin lỗi vì gây bất tiện. Các bạn sẽ có ở đây 끼치다 gắn với a o yo so đấy sẽ viết gọi là thành 끼쳐. Sẽ còn dạng bình thường là 끼치어서. 끼치어서 죄송합니다. 불편을 끼치어서 viết gọi là 불편을 끼쳐 끼쳐 và bỏ so đi 죄송합니다. Máy bay đang bị trì hoãn xuất phát do gió mạnh. Xin lỗi vì đã gây bất tiện cho quý khách. Các bạn có 강풍 là cường phong. Đây là một từ gốc Hán. 강풍 là cường phong. Gió mạnh này. Và 비행기 출발이 지연되고 있다. Máy bay đang bị trì hoãn xuất phát. 불편을 끼치다 là gây bất tiện, làm bất tiện, khiến cho bất tiện. Và chúng ta sẽ có là do gió mạnh nên thì gọi là 강풍. Chúng ta có trong trường hợp này thông báo ở sân bay là một cái thông báo, thường là những thông báo rất là trang trọng. Thì trong trường hợp này sẽ sử dụng với 으로 인해, 강풍으로 인해. 으로 인해 gắn sau danh từ 강풍, cường phong gió mạnh. 비행기 출발이 지연되고 있습니다. 강풍으로 인해 비행기 출발이 지연되고 있습니다. 불편을 끼쳐 죄송합니다. Máy bay đang bị trì hoãn xuất phát do gió mạnh. Rất xin lỗi vì đã gây bất tiện cho quý khách. Như vậy các bạn hiểu là sử dụng trong văn viết hoặc trong những tình huống thể hiện cái sự trang trọng, nghiêm trọng. Tiếp theo chúng ta có một cái hội thoại như sau. 한국에서의 유학 생활은 어떠셨나요? 한국에서의 유학 생활은 어떠셨나요? Cuộc sống du học của bạn ở Hàn Quốc như thế nào? 한국에서 ở Hàn Quốc, 유학 생활, cuộc sống du học. 한국에서의 유학 생활 có nghĩa là cuộc sống du học ở Hàn Quốc. 어떠셨나요? Như thế nào ạ? 처음에는 문화적 차이로 처음에는 문화적 차이로 인해 어려움을 좀 겪었습니다. 겪었습니다. 겪다 có nghĩa là gặp phải. 처음에는 lúc đầu thì 문화적 차이로 인해 vì sự khác biệt văn hóa nên 어려움을 좀 겪었습니다. Nên hơi khó khăn. Đã gặp một chút khó khăn do khác biệt văn hóa. Các bạn có 문화적 có nghĩa là cái sự 문화적 차이 có nghĩa là sự khác biệt mang tính văn hóa. 유학 생활 là cuộc sống du học. 문화적 có nghĩa là tính văn hóa. 차이 có nghĩa là sự khác biệt. 문화적 차이 là sự khác biệt mang tính văn hóa. 어려움을 겪다 có nghĩa là gặp khó khăn, trải qua khó khăn. 어려움 có nghĩa là nỗi khó khăn, sự khó khăn. 겪다 có nghĩa là gặp hoặc là trải qua. 어려움을 좀 겪었습니다. 겪었습니다 là đã gặp một chút khó khăn. Thế thì các bạn sẽ có ở đây do khác biệt văn hóa nên hoặc là vì khác biệt văn hóa thì các bạn sẽ có 문화적 차이 ở đây là một cụm danh từ. Các bạn sẽ gắn với 으로 인해 sau gốc của danh từ 문화적 차이 và ở đây thì không kết hợp với 으 bởi vì nó kết thúc bằng một nguyên âm. Các bạn sẽ gắn với 으로 인해 문화적 차이로 인해 어려움을 좀 겪었습니다. 처음에는 có nghĩa là lúc đầu thì hoặc là ban đầu thì do khác biệt văn hóa nên tôi đã gặp một số khó khăn. 한국에서의 유학 생활은 어떠셨나요? 처음에는 문화적 차이로 인해
어려움을 좀 겪었습니다. 근데 지금 익숙해졌습니다. Nhưng bây giờ thì tôi đã trở nên thành thạo rồi. Hoặc là 근데 지금 괜찮아요. Bây giờ thì không sao. Hoặc là bây giờ thì 지금 익숙해졌습니다. Bây giờ đã trở nên thành thạo rồi, trở nên quen thuộc rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một hội thoại là 한국에 오시게 된 계기는 무엇이었나요? 한국에 오시게 된 계기는 무엇이었나요? có nghĩa là cái bước ngoặt nào đưa bạn đến Hàn Quốc? Các bạn sẽ có ở đây 한국에 오다 là đến Hàn Quốc, thêm 시 thì kính ngữ, 한국에 오시다 là đến Hàn Quốc, 게 되다 các bạn sẽ có động từ gần với 게 되다, nó thể hiện cái sự biến đổi trạng thái hoặc là dịch là gì nhỉ? Được được đến Hàn Quốc thì 계기 có nghĩa là cái bước ngoặt. 무엇이었나요? Cái bước ngoặt mà đưa bạn đến Hàn Quốc hoặc là cái bước ngoặt, cái dấu mốc mà khiến bạn được đến Hàn Quốc là gì vậy? Trả lời 여행을 갔다가 한국 친구를 알게 되었습니다. 그 친구와의 인연으로 인해 한국에 오게 되었습니다. các bạn sẽ có ở đây 여행을 갔다가 có nghĩa là đang đi du lịch thì 한국 친구를 알게 되었습니다. Thì được biết đến người bạn Hàn Quốc. 그 친구와의 인연 có nghĩa là cái nhân duyên. 그 친구와의 인연 có nghĩa là cái mối nhân duyên với người bạn đó. 으로 인해 có nghĩa là nhờ cái mối nhân duyên với người bạn đó mà 한국에 오게 되었습니다. Mà tôi được tới Hàn. Tôi được biết đến một người bạn Hàn Quốc trong khi đang đi du lịch. Tôi đến Hàn Quốc vì nhân duyên với người bạn đó. Các bạn nghe lại. 한국에 오시게 된 계기는 무엇이었나요? 여행을 갔다가 한국 친구를 알게 되었습니다. 그 친구와의 인연으로 인해 한국에 오게 되었습니다. các bạn lưu ý 여행을 갔다가 có nghĩa là đang đi du lịch thì các bạn có 다가 một cấu trúc tức là đang làm hành động này thì một hành động khác xen vào. 한국 친구를 알게 되다 có nghĩa là được biết đến người bạn Hàn Quốc và 그 친구와의 인연 có nghĩa là nhân duyên với người bạn đó. Các bạn có 와의 dịch là với 그 친구와의 với người bạn đó, nhân duyên với người bạn đó. 으로 인해 nó sẽ gắn sau danh từ 인연 nhân duyên. Vì nhân duyên với người bạn đó nên 한국에 오게 되었습니다. Được đến Hàn Quốc, được tới Hàn Quốc. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái ví dụ nữa. Tuy nhiên thì cần lưu ý đó là trong cái cấu trúc 으로 인해 các bạn có thể lược bỏ đi 인해 và chỉ dùng 으로 cũng được. Rút bớt đi cũng không làm thay đổi ý nghĩa của câu. Chính vì vậy mà 으로 인해 đôi khi được dùng dưới dạng là 으로 hay là 으로 해서 thì vẫn mang lại ý nghĩa hoàn toàn không khác biệt. Tức là các bạn có thể dùng với 으로 인해 hoặc là 으로 hoặc là 으로 해서 ba cái hình thức viết này đều mang ý nghĩa tương tự nhau. Như vậy các bạn cần phải chú ý. Cho nên là trong khi làm bài thi hoặc là trong quá trình làm bài tập ấy, nhiều khi người ta thay đổi một chút thôi. Cũng là cái cấu trúc chúng ta đã được học rồi là 으로 인해. Tuy nhiên người ta viết khác đi là với 으로 hoặc là 으로 해서. Mà các bạn không biết nên là các bạn không hiểu được nghĩa của cái câu là gì. Chúng ta nhớ nhá, hình thức viết trong trường hợp này nó khác nhau nhưng mà ý nghĩa là giống nhau. Ví dụ, 갑자기 내린 눈으로 교통이 마비 되었다. Có nghĩa là đột nhiên giao thông ấy, giao thông bị tê liệt do tuyết rơi hoặc là giao thông tê liệt do tuyết rơi đột ngột. Các bạn có 갑자기, đột nhiên, đột ngột, 내린 눈 có nghĩa là tuyết rơi, 갑자기 내린 눈 có nghĩa là tuyết rơi đột ngột, 교통 là giao thông, 마비 되었다 là bị tê liệt. Giao thông bị tê liệt do tuyết rơi đột ngột hoặc là do tuyết rơi đột ngột nên giao thông bị tê liệt. Các bạn có thể thay đổi vị trí trong câu. Ở đây các bạn có thể dùng tương tự là gì nhỉ? 갑자기 내린 눈으로 인해 교통이 마비되었다 hoặc là 갑자기 내린 눈으로 해서 các bạn sẽ có sử dụng với 으로 해서 cũng ok 교통이 마비되었다
hoặc là 그 일로 해서 우리는 학교에서 유명해졌다. 그 일로 해서 우리는 학교에서 유명해졌다. Có nghĩa là vì việc ấy mà chúng tôi nổi tiếng khắp trường. Các bạn sử dụng với 로 해서. Ở đây trong trường hợp này, 일 nó kết thúc bằng một phụ âm đặc biệt là 일, nên các bạn không sử dụng với 으로 mà sử dụng với 로, và khi phát âm các bạn nối âm là thành âm L. 그 일로 해서 우리는 학교에서 유명해졌다. 유명해졌다 có nghĩa là trở nên nổi tiếng, 학교에서 ở trường. 학교에서 유명해졌다 các bạn có thể dịch là nổi tiếng ở trường. Vì cái việc ấy mà chúng tôi nổi tiếng ở trường, và có thể dịch là nổi tiếng khắp trường. Như vậy, cái phần lưu ý đó là chúng ta cần ghi nhớ ba cái hình thức này, ba cái hình thức sử dụng tương tự nhau mà vẫn cho ra một cái nghĩa. Ba hình thức sử dụng khác nhau nhưng mà vẫn cho ra một cái nghĩa tương tự nhau. Các bạn ghi nhớ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau, chúng ta cùng đi vào thực hành. Có những cái ví dụ, những phần bài tập để chúng ta rèn, chúng ta luyện tập thêm về cả ba cái cấu trúc mà mình đã chia sẻ. Các bạn học chăm chỉ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분 수고하셨습니다. 다음 영상에서는 또 만나요. 안녕.